bên dưới, xương nằm sâu ở dưới. À, có xương ở dưới đúng không? Xương dưới chứ. Dạ, vớt món cho em xem xương. Đó. Trời ơi. Em thấy nguyên một tủ giò này nè, quá trời luôn. Tối như vậy mình bán được khoảng 5-70 kg không anh? Khoảng 80, ngày thường 80. Dạ, ngày thường 80, thứ bảy chủ nhật chắc 100 ha. Khoảng 95. 95. Dạ. 95 á. Dạ, tại thấy cái tủ mình thấy cái tủ nó bị hết hồn luôn. Mà anh bán chỉ trong vòng khoảng 3 tiếng thôi. Bên đây là hai nồi nước nè, nước leo nè. Ở đây có một cái đặc biệt nè quý vị. Nguyên một cái nguồn nước mắm. Quý vị thấy không? Mùa này cũng sạch nha quý vị. Cái mùa nó bị rớt ở trong đây nè quý vị. Trong đây có mùa nha. Nhưng mà nó bị rớt ở trong đây nè. Quý vị thân mến, hiện tại tối hôm nay Phu Tha đang có mặt tại ở địa chỉ là D6-14B, đường Nguyễn Thị Tú, ấp 4, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ơi. Ở trước mặt quý vị đây là quán bò Huế, bún bò giò heo, một trong những quán bún bò rất là nổi tiếng tại nơi đây quý vị. Và hình như ngoài tên quán bún bò ra thì ở nơi đây còn gọi là bún bò cây xăng, tại vì hình như là nằm gần cây xăng này quý vị. Đây. Phía bên đây là có một cây xăng nha. Phu Tha nghe mọi người nói là bún bò cây xăng. Hôm nay Phu Tha sẽ chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị quán này nha. Đây quý vị đang nhìn thấy phía trước nè. Đó. Quá trời thịt luôn quý vị ơi. Đây là nạm nè. Tái nè quý vị. Giò nè. Giò, nguyên một tủ giò luôn. Ở trên đây nè quý vị. Ở trên đây là như là trà. Đây là có những cái bịch mà đã làm sẵn rồi quý vị. Để tí nữa khách mua về cho nhanh đó. Đó thì bây giờ xin mời quý vị cùng với Phu Tha đi vào phía trong nè. Ở ngoài đây thì có anh chủ đang đứng tiếp khách nè quý vị. Và đa số là khách mua về thì anh sẽ đứng đây. Anh hỏi khách. Khách ngồi ăn phía trong rồi. Đó, quý vị nhìn thấy hai cái nồi vừa. Siêu khủng luôn quý vị ạ. Trong đây vừa thấy rất là nhiều cô bán luôn. Ở đầu kia là hàng rau. Đây mình đi đến cái tủ này nha. Bị cậu đang nói không nghe rõ. Quay đừng quay cô nha. Dạ. Cô đang có sợ, cô đang cố đừng quay cho. Hai cái thấy giờ nào mà đóng một đóng một lắm rồi. Đúng rồi. Có hai cái thống cho. Cô này mình giờ nàng nữa nè. Wow, quý vị thấy không? Cái gì cũng to quý vị hả? Bên đây là bún. Chào chị nha. Đây mình sử dụng bún xoài bự quý vị ha. Bún bự, một loại thôi. Dạ, một loại. Một loại thôi. Đúng rồi. Làm vậy mát mát về hết chị. Đúng rồi, cái này tô ăn. Trời ơi, khách chờ đông lắm rồi. Đây là rau nè quý vị. Trời ơi, nguyên một đống rau muống luôn. Rau muống bào hả cô? Đúng rồi. Dạ. Nó đủ loại rau luôn quá hả? Đúng rồi nè. Như là hung cay. Nhiều cá, nhiều cá. Nhiều cá. Cá. Dạ, cá. Như gặp chối vậy á, đủ thứ. Nhìn rau thấy sạch sẽ là ngon rồi đó quý vị. Nấu quả đặc biệt không ăn nha. Nấu rau có ăn nhiều á. Bắp chuối. Bắp chuối.
Ủa hả? Đông quá. Cô ta đứng ngay đó là các cô chạy đi chạy lại. Ôi dạ em chào anh nha. Dạ. Anh ơi, ở đây mình bán được lâu chưa anh? Anh bán chắc hơn 10 năm em à. Bán từ 2008 á. Dạ 2008 là 11 năm rồi. Thường như vậy là mình bán từ mấy giờ hả anh? Anh bán buổi tối nhưng mà 6 giờ kém 15 chiều á. 6 giờ kém 15. Đến khoảng mấy giờ thì mình nghỉ anh ha? Thường thường nếu hết sớm thì cả 9 rưỡi 10 giờ. Còn không thì 1 tiếng đồng hồ nữa. Dạ bán có 3 tiếng rồi gì đó thôi hả? Dạ. Quán bán 6 giờ kém 15 nha quý vị. Tới khoảng 9-10 giờ là hết thôi. Ồ em thấy nguyên một tủ giò này nè. Quá trời luôn. Tối như vậy mình bán được khoảng 5-70 kg không anh? Khoảng 80, ngày thường 80. Dạ ngày thường 80. Thứ bảy chủ nhật chắc 100 ha. Khoảng 95. 95. Dạ. 95 á. Dạ, tại thấy cái tủ thấy cái tủ có gì hết hồn luôn. Mà anh bán chỉ trong vòng khoảng 3 tiếng thôi. Bên đây là hai nồi nước nè, nước leo nè. Đây mình có phải người miền Trung không anh ha? Ừ, anh người gốc miền Trung. À, anh gốc miền Trung. Dạ. Tại ngửi cái mùi hình như có ruốc đúng không anh? Dạ. Chị làm nhanh quá mình quay theo không kịp để mình quay từ từ. Em hơn lên ngày này con mấy ba ngày mới từng bỏ nói chuyện luôn. Dạ ba ngày cuối tuần là nói chuyện nhanh lắm, bỏ nói chuyện luôn. Tô màu trắng nè, mà bự hơn. Tô này nhỏ màu xanh, có cái đường viền màu xanh. Tô này có giá là 50.000 nha quý vị. 50.000 ở trong đây có đầy đủ quý vị hả? Bò tái nạm, giò, chà. Đó, 50.000 đó. Bên này là 35 quá hả? Còn tô bên đây là bao nhiêu hả? Cũng 50 hả? Trời ơi quá trời thịt luôn quý vị ạ. 50.000. Ở trước đây thì rất là nhiều khách đang chờ mua về quý vị. Ở trong thì rất là đông nha. Ở ngoài thì khách chờ mua về cũng đông nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy tí. Nhiều nơi mà chưa thấy cái chỗ nào mà có hũ nước mắm mà to như vậy quý vị. Mỗi bàn là mỗi hũ nha. Đây một cái nè, bên đây một cái nè. Trên mỗi cái bàn là có một cái hũ nước mắm như vậy. Và ở trong là chúng ta thấy là tỏi quý vị, tỏi với ớt nhiều lắm. Và giữa đá quá. Nó thơm quý vị ạ. Nếu mà người nào mà ăn tỏi được thì là thơm nha. Nhưng mà người nào mà ăn tỏi không được thì có thể là khó người á. Chúng ta lấy một cái muỗng nha quý vị. Ở trong đây mà không có thấy cái biển nữa. Trời ơi. Nước mắm nhìn mê không biển. Đặc biệt không biển. Cái là chúng ta phải lấy ra đây một chén. Muốn qua đây một chén vậy. Món này cũng sạch nha các bạn. Trời ơi. Cái mùi nó bị rớt ở trong đây nè các bạn. Trong đây có mùi nha. Nhưng mà nó bị rớt ở trong đây nè. Tỏi thì nó hơi hăng nhưng mà nó tốt cho sức khỏe. Thôi miếng nước xem sao. Mày vị nhá. Rồi cái mùi sả nó thơm lắm quý vị. Cái nước tôi vị thấy cái nước không? Nó có màu vàng nha. Bỏ
béo vậy à. Bình thường mà khách đông quá quý vị. Quý vị ăn này không cần gọi tô đặc biệt giống Pula đâu nha. Pula quay cho quý vị xem thôi. Còn nếu mà quý vị ăn thì quý vị có thể gọi tô 35 là có thể ăn được rồi. Giờ tô 50 mà thấy là nhiều. Rau vào cho nó được ngán rồi. Ở đây là D6 xuyệt máy quên rồi quý vị ạ. Đường Nguyễn Thị Tú, có gì chúng ta sẽ ghi cái địa chỉ trên màn hình nha. Còn tôi như vậy có giá là 50.000 đầy đủ đặc biệt. Còn nếu quý vị ăn bình thường là tô 35.000. Quý vị nghĩ bạn nào mà mạnh lắm mới ăn tô 50, còn nếu mà bình thường ăn tô 35 thì cũng đã no rồi quý vị. Đây chúng ta thấy ăn được rè, khách đông và tất cả mọi thứ sẵn sàng. Quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Vina TV nhé. Cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại.